Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Heo quỳ xin cứu mạng. Kiếp đao binh là do sát sanh tạo thành. Cho nên Phật giáo nói giới không sát, phóng sanh, thọ giới. Nếu có một người không sát sanh, thế giới này sẽ bớt đi một luồng oán khí. Có 10 người không sát sanh, thế giới này sẽ có 10 phần sinh khí kiết tường. Nếu các vị vẫn còn tâm sát, không dừng sát sanh, thì chúng sanh đối với các vị cũng không có cảm tình tốt. Nếu các vị thương tiếc chúng sanh cũng sẽ tốt với các vị. Cho nên, người với người, người với súc sanh đều có mối liên hệ với nhau. Hòa Thượng kể, lúc Hòa Thượng Thường Nhân chưa xuất gia, Ngài thủ hiếu bên mộ. Người ta gọi Ngài là Dương Hiếu Tử. Lúc Ngài thủ hiếu viên mãn, dân làng ở 48 thôn xóm liên hợp với nhau cử hành một đại lễ khánh chúc và bàn với nhau về chuyện kiến lập chùa. Lúc chưa cất chùa xong, chính gia đình họ Ngô thỉnh Hòa Thượng đến nhà ông ta nhập thất. Ngô gia có hơn 80 người. Đây là một đại gia đình cùng ở chung một chỗ với nhau. Ngày 25 tháng 6, nhà họ Ngô muốn giết heo để chúc mừng sinh nhật của Mã Dương vào ngày 26. Không ngờ con heo mập mà họ muốn giết chết biết nhảy qua bức tường chạy đến chỗ Hòa Thượng. Dương Hiếu Tử nhập thất. Heo quỳ xuống rơi lệ hướng về Dương Hiếu Tử cầu xin cứu mạng. Lúc bấy giờ Dương Hiếu Tử nói với heo rằng: kiếp trước ngươi giết heo, nên kiếp này người ta muốn giết lại ngươi. Hiện tại ngươi phải chịu quả báo này, ngươi hãy mau mau đi đền tội. Này ngươi đến cầu ta, thì sau khi ngươi chết, ta sẽ cầu siêu độ cho ngươi làm người. Ngươi không thể quỵt nợ không chịu trả. Con heo cũng rất nghe lời Hòa Thượng, tự chạy ra cam chịu chết. Từ đó cả nhà họ Ngô đều ăn chay. Một người không ăn thịt thì dễ, nhưng toàn thể gia đình gần 100 người lại không ăn thịt. Việc này mới thật là khó. Vì thấy con heo quỳ khóc lóc với Dương Hiếu Tử, họ nghĩ: ôi, heo cũng có tánh người, vậy chúng ta không nên ăn thịt nó. Và rồi động lòng đến con nít cũng không ăn thịt, người lớn cũng không ăn thịt luôn. Còn ảnh hưởng đến cả thôn làng, người người đều cũng ăn chay. Hàng vạn người quy y Tam Bảo, vì heo cũng quỳ trước vị chân tu này. Vậy chúng ta hãy mau đi lại Ngài làm sư phụ. Ngài làm lễ quy y cho người ta không giống như tôi. Các vị chỉ lại vài cái, thưa: con xin bái Thầy làm sư phụ. Vị chân tu này nói: được rồi. Và bèn đặt pháp danh cho. Ngài quy y một cách đơn giản như thế. Về sau, nhà họ Ngô khi mướn người làm công đều nói trước với họ một cách rõ ràng như: ông một năm lãnh được 8.000 đồng, tôi sẽ trả cho ông 9.000 đồng, nhưng ông không được ăn thịt, được không? Các người làm công vì có thêm chút tiền nên họ cũng hoan hỷ ăn chay. Tôi đến nhà họ Ngô nhiều lần, và chỉ cần nhắc đến chuyện này là mọi người trong nhà họ Ngô đều biết rõ. Họ kể lại với tôi: con heo đó chạy ra làm sao, từ đâu nhảy qua tường, còn ra điệu bộ con heo quỳ xuống như thế nào. Cho nên tôi biết đó là sự thật. Lúc đó tôi còn trẻ nên hỏi những người trẻ tuổi trong nhà họ Ngô: vì sao con heo quỳ vậy? Họ đáp: tôi không biết. Tôi nói: vậy heo mà chú đang nuôi đó có biết quỳ không? Chú ta đáp: chúng tôi hiện không có nuôi heo. Ha ha ha, 问什么的说